À, kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì để trả lời một cái câu hỏi của vị khách hàng thì tôi tạm đặt cái video có tên là giấy ủy quyền lâu quá không ghi kỳ hạn có ảnh hưởng gì không? Dạ thưa, tùy theo cái nội dung mà chúng ta thỏa thuận trong cái hợp đồng ủy quyền. Ví dụ như trong cái hợp đồng ủy quyền này, quý vị và các bạn, đây là cái hợp đồng ủy quyền. Và trong những cái video lần trước thì tôi đã nói rồi, cái hợp đồng ủy quyền nó có những cái nội dung chính như là đối tượng của việc ủy quyền, thứ hai nữa là phạm vi ủy quyền, thứ ba là thời hạn ủy quyền, thứ tư là ủy quyền có thù lao hay không. Thì hôm nay tôi sẽ nói lại đúng một vấn đề, đó là thời hạn ủy quyền. Theo cái quy định của pháp luật á, thì thời hạn ủy quyền là một cái thời hạn mà bên ủy quyền đưa cho bên được ủy quyền mà ghi nhận theo quy định của pháp luật. Thì có hai dạng thôi. Thứ nhất là nếu như trong trường hợp trong cái hợp đồng đó có ghi thẳng là thời hạn 1 năm thì chúng ta sẽ tính 1 năm. Ví dụ như thời hạn ủy quyền làm giấy tờ nhà đất đi là 1 năm, từ ngày 1 tháng 1 đến năm 2018 đến ngày 1 tháng 1 năm 2019. Còn nếu như trong trường hợp không có ghi gì hết và hai bên thỏa thuận thì chúng ta sẽ ghi theo tinh thần thỏa thuận. Thì vị khách hàng này có nói tôi là hợp đồng ủy quyền, trong cái hợp đồng ủy quyền này nè, thời hạn ủy quyền đến khi vụ khiếu nại tranh chấp được giải quyết xong. Thì tùy theo cái đối tượng ở phía trên, có thể là mình đi tòa thì giải quyết xong của tòa nó sẽ là có một cái bản án hoặc quyết định có hiệu lực pháp luật. Giải quyết xong của một cái vụ sang tên đăng bộ, đó là thực hiện xong cái công việc ủy quyền, đó là nhận bản chính, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Giải quyết xong cái việc mà đi ủy quyền, đi nhận tiền ngân hàng, thì kể từ khi hai bên đã nhận xong. Tôi sẽ trở lại vấn đề của vị khách hàng. Giấy ủy quyền lâu quá không ghi thời hạn có ảnh hưởng gì và có hiệu lực không? Tôi xin biết, cảm ơn. Thưa, nếu như trong trường hợp cái giấy ủy quyền, nếu giấy ủy quyền này không ghi thời hạn, giấy ủy quyền này không ghi thời hạn, có nghĩa rằng là theo quy định của pháp luật thì đây, tôi để coi cái giấy ủy quyền này năm 1993 đi, thì sẽ áp theo quy định của pháp lệnh. Tại vì bộ luật dân sự của mình có pháp lệnh hợp đồng kinh tế. Hồi xưa giờ mình có bộ luật dân sự năm 95 nè, tới bộ luật dân sự năm 2005 nè, rồi tới bộ luật dân sự năm 2015. Thì hợp đồng này không có ghi thời hạn, thì tại thời điểm đó thì chưa có luật dân sự. Tại thời điểm này không có ghi là thời điểm dân sự, cho nên mình sẽ áp dụng quy định của pháp luật là thực hiện xong là kể như xong công việc. Còn cái việc ủy quyền này là nhân danh và đại diện thôi, không có quyền định đoạt. Rồi, vấn đề thứ hai nữa là không có ghi thời hạn thì có còn hiệu lực không? Thì tôi sẽ lấy chính cái hợp đồng này. Và bây giờ vị khách hàng nhớ rất kỹ với tôi rằng nếu trong trường hợp hợp đồng có ghi thời hạn thì chúng ta sẽ căn thêm thời hạn 20 năm, 10 năm, 30 năm thì mình sẽ ghi trong cái sự thỏa thuận đó. Còn nếu không thì chúng ta sẽ tuân theo quy định của pháp luật. Mà tùy thời điểm nữa nha. Thời điểm trước năm 1995 thì chế định về dân sự nó khác. Thời điểm năm 2000, trước năm 2005 thì quy định như thế nào? Và thời điểm tại thời điểm này thì quy định như thế nào? Vậy thì trả lời một cái câu hỏi của vị khách hàng như thế này: nếu trong trường hợp không có ghi thời hạn thì tại thời điểm các bên xác lập thì theo lấy cái quy định đó để mà ứng dụng. Nếu trong trường hợp các bên có thỏa thuận thì ưu tiên thỏa thuận chứ. Tôi mua miếng đất mà đất chưa có giấy tờ,
Thì cái ông bán ông nói chị giờ em mới có cái quyết định cấp đất à, em không có giấy tờ thì thôi giờ em ủy quyền cho chị, ủy quyền giống như mua bán rồi đó. Bên cạnh cái hợp đồng mua bán thì ủy quyền thời hạn là 50 năm. Vẫn ổn đó quý vị và các bạn. Vậy thì trở lại vấn đề của vị khách hàng hỏi rằng là giấy ủy quyền lâu quá không ghi thời hạn có ảnh hưởng gì và có hiệu lực không? Tôi cũng đã từng đi ủy quyền của một cái vụ tranh chấp của Việt Kiều, thời hạn là ngày 1 tháng 8 năm 2008 cho đến nay là ngày 20 tháng 8 năm 2008, tức là 10 năm. Tuy nhiên là cái hợp đồng này vẫn có hiệu lực, tại vì trong cái phạm vi ủy quyền thì có cái thời hạn là đến khi vụ việc giải quyết xong. Cho nên vị khách hàng cứ yên tâm về tính pháp lý. Thì tôi một lần nữa tôi xin đọc lại từng câu từng chữ để cho khách hàng hiểu được rằng trong cái câu chuyện ủy quyền về thời hạn ủy quyền nó sẽ là như thế nào. Tí ở phía dưới tôi sẽ để cái đường link về điều 563 thời hạn ủy quyền. Thời hạn ủy quyền do các bên thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định. 1 năm, 2 năm, 10 năm, 50 năm, 20 năm. Nếu không có thỏa thuận hoặc pháp luật không có quy định thì thời hợp đồng ủy quyền có hiệu lực là 1 năm kể từ ngày xác lập việc ủy quyền. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn là sẽ còn rất là nhiều những cái câu trả lời chờ tôi xây dựng lên một cái kịch bản. Hy vọng rằng trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, lan tỏa những cái kiến thức pháp luật đến cho mọi người. Quý ông bà, cô bác và anh chị, nếu trong trường hợp có sử dụng cái video thì cũng không được có lo, vì tôi không để chế độ bản quyền. Tôi không có một cái đích kinh doanh trên mạng, mà tôi chỉ muốn thông điệp để cho đi những cái kiến thức pháp luật mà tôi có được trong cái quá trình hành nghề. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và đồng hành trong chương trình Dân ta phải biết luật ta. Mọi cái nhu cầu và những cái câu hỏi nếu quý vị được thì quý vị sẽ trả lời và comment ở phía dưới cái đường link mà chúng ta cần. Ví dụ như chúng ta hỏi về việc tính án phí thì chúng ta sẽ nhận xét ở phía dưới án phí. Nếu chúng ta nhận xét về cái việc hủy giấy thì chúng ta để phía dưới đường link. Nếu chúng ta làm một cái di chúc thì chúng ta sẽ nhận di xét ở phía dưới để luật sư biết đường mà chủ động. Ngoài ra thì không lẽ là cứ mỗi lần trả lời comment thì tôi sẽ lại phải ghi lại cái địa chỉ văn phòng. Địa chỉ văn phòng của tôi là số 126 tỉnh lộ 8, khu phố 2, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Tôi sẽ tiếp tất cả mọi người không am hiểu pháp luật thông qua cái số điện thoại là 0903 392 861. Quý vị và các bạn có thể gọi cho tôi qua cái số điện thoại MobiVina hoặc Viettel bình thường. Sau đó chúng ta sẽ kết nối lại Zalo hoặc là Facebook Messenger để tôi có thể nói chuyện với quý vị và các bạn. Ước mong rằng là sẽ có những cái bàn tay của luật sư đến tận nhà quý vị và các bạn. Xin trân trọng cảm ơn.